Pháp muốn EU giảm phụ thuộc Mỹ về quốc phòng. Vụ do gì tài liệu mật gây rúng động cộng đồng tình báo Mỹ. Na Uy đối mặt làn sóng người giàu rời đất nước. Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Liên minh châu Âu cần phải giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ, nhất là về các vấn đề vũ khí và năng lượng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Liên minh châu Âu EU hiện cần phải tập trung vào việc thúc đẩy các ngành công nghiệp quốc phòng nội tại và sự tự chủ về chiến lược phải là cuộc chiến của châu lục này. Ông Macron cũng nhấn mạnh châu Âu phải có sự tự chủ về lựa chọn năng lượng, cách thức phòng thủ, mạng xã hội hay trí tuệ nhân tạo nếu không muốn bị loại khỏi cuộc cạnh tranh toàn cầu. Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu suy giảm năng lực nghiêm trọng sau hàng chục năm các nước duy trì chỉ tiêu thấp. Bên cạnh đó, thay vì coi cuộc xung đột Ukraine là cơ hội thay đổi, các nước châu Âu ngày càng thiếu phối hợp nội bộ và phụ thuộc ngày càng nhiều vào Mỹ về quốc phòng. Thưa quý vị, cuối tuần này, Đức sẽ đóng cửa 3 nhà máy điện hạt nhân cuối cùng của nước này trong nỗ lực thực hiện tăng trưởng xanh mà không cần năng lượng nguyên tử, bất chấp cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột Ukraine đang diễn ra. Trong khi nhiều nước phương Tây thúc đẩy năng lượng hạt nhân trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh, nền kinh tế lớn nhất châu Âu kiên quyết theo đuổi kế hoạch chấm dứt năng lượng hạt nhân mặc dù Đức rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất từ trước đến nay vào tháng 2 năm 2022 khi mất nguồn cung khí đốt từ Nga liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine. Kể từ năm 2003, Đức đã đóng cửa 16 lò phản ứng hạt nhân và chỉ còn 3 nhà máy điện hạt nhân sắp tới sẽ bị đóng cửa. Ba nhà máy này hiện chỉ đáp ứng 6% nhu cầu năng lượng của Đức, trong khi đó năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng 46% vụ tài liệu mật về tình báo và quân sự liên quan đến cuộc chiến ở ukraine và các vấn đề toàn cầu khác bị dò dỉ đã khiến mối quan hệ giữa mỹ với các đồng minh rơi vào tình trạng khủng hoảng hàng loạt quan chức từ liên minh ngũ nhãn bỉ đức các tiểu vương quốc ả rập thống nhất ukraine đều đặt câu hỏi chi tiết yêu cầu mỹ làm rõ vấn đề do những thông tin này có thể lan truyền sai lệch và gây nguy hiểm cho các đồng minh giới chức mỹ đang nỗ lực để chấn an xoa dịu những lo lắng liên quan đến sự cố này hơn 100 tài liệu tình báo của Mỹ chứa thông tin mật, nhạy cảm về cuộc chiến tại Ukraine, hoạt động quân sự của Nga, Trung Quốc và Trung Đông được đăng trên ứng dụng nhắn tin Discord từ ngày 2 tháng 3. Các tài liệu được đưa lên dưới dạng ảnh chụp, chứa thông tin tối mật. Một số thông tin mà Mỹ cho là xác thực đã tiết lộ mức độ do thám của Mỹ đối với các đối tác, bao gồm Hàn Quốc, Israel và Ukraine. Vụ việc đã đưa Mỹ và đồng minh vào tình thế khó xử. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 10 tháng 4 tuyên bố đề nghị Mỹ có hành động thỏa đáng về vụ do gì, cho thấy Mỹ đã nghe lén cuộc trò chuyện từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc về việc có hỗ trợ vũ khí cho Ukraine hay không. Các tài liệu có dấu mật tiết lộ một số cuộc thảo luận nội bộ giữa quan chức Mỹ và Hàn Quốc, trong đó Mỹ gây áp lực cho Hàn Quốc để cung cấp vũ khí cho Ukraine là không đúng sự thật. Phần lớn thông tin đã bị thay đổi. Chưa có lời giải thích nào cho động cơ của vụ do gì. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là làm sao mà các tài liệu này lại bị đưa lên mạng? Ai chịu trách nhiệm và Mỹ sẽ có những biện pháp gì để bảo đảm thông tin được xóa khỏi mạng xã hội? Vấn đề an ninh thông tin là rất quan trọng đối với sự phát triển năng lực quốc gia, cũng như đối với niềm tin, sự tin tưởng giữa các đồng minh và đối tác. Đây là một vụ dò dỉ cực kỳ nghiêm trọng. Mỹ đang làm việc với các đối tác để đánh giá hậu quả từ vụ việc giới chức mỹ đang xem xét hàng loạt các khả năng trong đó có trường hợp các quan chức cấp cao làm lộ dữ liệu hoặc hệ thống của mỹ bị tin tặc xâm nhập và cũng không loại trừ số tài liệu này đã bị chỉnh sửa đánh lừa điều tra gây nhiễu loạn thông tin và gây tổn hại cho lợi ích an ninh của mỹ mỹ sẽ đi đến tận cùng của vấn đề này chính phủ sẽ tìm hiểu thêm về mức độ nghiêm trọng của những gì đã xảy ra nếu có những hành động cần được thực hiện mỹ sẽ thực hiện ngay những hành động đó Vụ rò rỉ tài liệu mật đang trở thành một trong những vụ bê bối tình báo gây thiệt hại nặng nề nhất trong nhiều thập kỷ. Mặc dù một số tài liệu đã xuất hiện từ hai tháng trước, nhưng việc tiết lộ chúng có thể ảnh hưởng đến cuộc xung đột tại Ukraine. Đồng thời, các tài liệu chứa thông tin tình báo về các vấn đề nội bộ ở nhiều quốc gia. Do đó, vụ rò rỉ có khả năng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Mỹ trên toàn thế giới một số tài liệu này được thu thập từ các nguồn rất nhạy cảm vì vậy nghiên cứu các tài liệu này các đối thủ sẽ khám phá cách thức cộng đồng tình báo mỹ thu thập thông tin qua đó họ sẽ thay đổi cách thiết lập hệ thống và khả năng theo dõi hoạt động gián điệp tất nhiên các nguồn tin sẽ tự hỏi có nên làm gián điệp cho mỹ không nếu mỹ không thể giữ bí mật một lần nữa lầu năm góc đã chuyển vụ việc lên bộ tư pháp tất cả đang ở giai đoạn đầu và những người điều hành cuộc điều tra không loại trừ khả năng các phần tử thân nga đứng sau vụ việc nhưng cho dù thế nào như trả lời phỏng vấn cho hãng tin reuters của ông michael munroy một cựu quan chức cấp cao của lầu năm góc trọng tâm bây giờ là nhiều tài liệu chỉ nằm trong tay người mỹ và như vậy các tài liệu bị do gì chỉ có thể liên quan tới người mỹ Xin được chuyển đến những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nhiều người giàu và siêu giàu Na Uy đã rời đất nước trong năm qua. Giang cú sốc lớn vào nền kinh tế quốc gia Bắc Âu này sau khi chính phủ nước này tăng thuế tài sản. Hơn 30 tỷ phú và triệu phú đã rời Na Uy trong năm 2022. Con số này nhiều hơn tổng số người thuộc nhóm siêu giàu rời Na Uy trong 13 năm trước đó cộng lại. Tháng 11 năm 2022, chính phủ trung ương Na Uy đã tăng thuế đánh vào tài sản cá nhân, cụ thể là 0,4% đối với phần tài sản vượt quá 1,9 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, các cá nhân cũng phải chịu mức thuế tài sản ở địa phương khi phải nộp 0,7% tài sản vượt quá 161.000 đô la Mỹ. Các tỷ phú, triệu phú rời Na Uy để tránh thuế có tổng tài sản trị giá khoảng 56 tỷ đô la Mỹ. Họ thường tìm đến các quốc gia khác ở châu Âu có mức thuế thấp hơn như Thụy Sĩ, Italy. Ít nhất một người đã thiệt mạng trong trận cháy rừng quy mô lớn tại thành phố ven biển Gangneung ở đông bắc Hàn Quốc. Cháy rừng cũng đã phá hủy hàng chục ngôi nhà, thiêu dụi diện tích rừng tương đương 530 sân bóng đá. Lửa đã bùng lên tại một ngọn đồi ở quận Nang Ok Đông của thành phố Gangneung, cách thủ đô Seoul 168 km về phía đông. Gió mạnh đã khiến cho lửa lan nhanh đến các khu dân cư và thiêu rụi 379 ha đất rừng, có nghĩa là tương đương diện tích của 530 sân bóng đá, 40 ngôi nhà, 28 nhà nghỉ và 3 khách sạn. Giới chức Hàn Quốc cho rằng nguyên nhân gây cháy có thể là do cây thông bị gió quật đổ xuống đường dây điện và chính quyền thành phố Gangneung thì cũng đã gửi thông điệp cảnh báo thảm họa tới cư dân tại khu vực chịu ảnh hưởng, yêu cầu họ sơ tán tới các trường học, trung tâm dịch vụ cộng đồng để có thể đảm bảo an toàn. Một cá nhân tại Dubai đã chi 15 triệu đô la Mỹ để mua một biển số xe tại đây, phá vỡ kỷ lục đấu giá ở các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất hơn 10 năm trước. Công ty đấu giá Emirates Auction đã bán đấu giá thành công biển kiểm soát ô tô chỉ độc một số 7 với số tiền gọ búa là 50 triệu dirham, tương đương 15 triệu đô la Mỹ. Danh tính cá nhân mua biển số này chưa được tiết lộ. Số tiền bán đấu giá biển số thu được sẽ chuyển đến Quỹ Viện trợ Lương thực Toàn cầu của quốc vương Dubai. Biển số xe là phương thức để giới siêu giàu Dubai thể hiện địa vị và sự giàu có. Thậm chí khách sạn xa xỉ Buri Al Arab tại thành phố này còn từ chối phục vụ khách nếu họ lái một chiếc xe có hơn hai chữ số đến khách sạn kỷ lục cũ cho một biển số xe tại tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là số 1 với số tiền thắng đấu giá là 14,2 triệu đô la Mỹ vào năm 2008. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT cộng 7 tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.